lọc thì ghi có lúc gian sáng thôi. Ngày hôm mai ra đảo quay phim đó, mai đóng ghế làng dài đó mày nghĩ đó. Trời ơi, muốn gì nữa? Ghế làng dài vậy đó hả? Bình thường là nhà hồ dài 8 thước rồi, nên là giảm dữ lắm rồi đó. À, thường ngày là 8 thước không? Hôm nay là giảm giảm lắm rồi đó, chỉ còn có mét 2 thôi đó. Cái quán này là view view biển đó. Cái này mà ở Sài Gòn là thôi, không thuê nổi. À, bây giờ mình chưa ăn sáng, trước khi ăn sáng thì đi á, cái chai nước suối đâu vậy? Qua vậy? Cái này hả? Ủa Thanh Mai hả? Thêm 2 ly nữa. Ngon. Thực ra rất là trên kỳ vọng á, tại vì biết sao lúc mà đi ra đảo á, thậm chí Mai còn sợ là thiếu đồ ăn, mua dưa leo, dưa hấu, mua tập lum trái cây á, thiếu điều mua nước thôi mà dũng cảm đó, không thôi là sợ trên đảo không có cái gì ăn, mà vậy là trên kỳ vọng rồi đó. Trên kỳ vọng đúng không? Tôm cá thì quá ngon. Lúc mà Mai mua Dũng làm thinh Dũng cười thôi, để thôi kệ đi mua cho thỏa mãn. Tại vì Mai sợ trên đảo không có. Ủa thỏa mãn. Mà lạ về nè, thường trên đảo đồ sẽ mắc hơn, tại vì mọi thứ phải chuyên chở từ đất liền ra mà, đây lại còn rẻ hơn. Không, ở trên đảo này người ta hô biến cái là có đồ ăn rồi. Mà đầy đủ ấy. Ở đây là hòn đảo thần tiên mà. Mà có 4-5 ngàn người thôi, mà thật sự ra giống như cái Vinhome Tân Cảng là hơn 10 ngàn người. Mà đây chỉ có hơn, có nghĩa là Vinhome Tân Cảng sẽ gấp đôi dân số ở đây, mà đây thấy nhộn nhịp, cái gì cũng có, lạ thiệt đó nha. Thôi ăn đi, ăn đi, nó hoài. Quá lạ. Ăn đi, ăn đi, ăn thử đi. Ăn thử xem ngon không? Ngon, nó trên mong đợi nè. À, không phải ăn cái vô chứ hút nước sao được. Cô Biên, hello cô Biên. Đây bác Dũng xin phép được quay con chút xíu nha. Hồi xưa bác Dũng qua đây là mày có chút xíu thôi. Nhưng mà bây giờ chủ mày nuôi sao mà mày ốm thấy sợ không kìa. Có con chó nào mà tao nói nó mập mà tao nói như con heo vậy đó. Mày ra như con heo vậy đó. Cô Bi, mày không biết xấu hổ hả? Không có lòng tự trọng gì hết á kìa, còn quắt đuôi nữa. Đó kìa. Trời đất ơi. Chó mà như con heo vậy đó. Mập quá mập luôn à. Riết là tao nói không sủa luôn nằm yên nữa. Thì Dũng mới đi vòng chợ thì chỉ là mua trái cây ăn thôi. Nhưng mà sau đó thì em Dũng nó đã chuẩn bị cho Dũng sẵn hết. Thứ nhất là em ấy em My đã mua cá về, và ngày hôm nay thì trước tiên thì Dũng sẽ giới thiệu các bạn, đây là hai món cá, đây là cá ngừ thì Dũng đã ướp qua sơ rồi, ướp nước mắm đồ tiêu tỏi bột ngọt hành đó, thì giống như là chúng ta chiên nước mắm tỏi ớt gì đấy, nhưng mà cái này là còn sống, này đang ướp một lát thì Dũng sẽ chiên. Còn đây là cá mú thì mà làm cái phần đầu. Tại Dũng không có nấu nhiều, tại vì có 3 người ăn thôi, nếu mà nấu nhiều quá bỏ nó không có được, tại vì nhà này thì mấy em ấy ăn chay. Nên Dũng hôm nay cá muối thì Dũng sẽ nấu canh mặn ở Bạc Hà, rau thơm gì thôi. Và sau đó thì còn một món cá chiên nữa, nó chưa có xuất hiện trong nhà này, lát người ta mới giao hàng. Thì bây giờ thì trong thời gian thì Dũng sẽ sắt Bạc Hà. Các bạn biết là em Dũng mới đi chợ rất là tiết kiệm, có nghĩa là mua rất là hạn chế. Nói chung là trên đảo thì mọi người cũng biết là cái gì dịch vụ gì nó cũng hơi đắt đỏ, thì chúng ta phải tiết kiệm, nói chung là ăn vừa phải thôi, nấu nhiều quá cũng ăn không hết, nên chính vì vậy mà em ấy mua đấy. Đây là cục me. Trong cái thời gian đó thì Dũng chờ dầu sôi, nước sôi thì Dũng sẽ băm sò bạc, tại vì có một lát Dũng sẽ có một cái món cá gì My? Cá gáy chiên xù. Thì bây giờ trước tiên thì cũng phải bầm xoài cái. À, có cái bàn bào á. Trời ơi, chuyên nghiệp quá luôn á. Mà thật sự là Dũng không biết sử dụng cái này luôn á, thề luôn á. Cái này làm sao? Này hả? Vậy hả? Vậy hả My? À, vậy hả? Anh thề với em luôn á, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ biết sử dụng cái này đâu, tại vì anh chỉ sử dụng toàn là dao không à. Anh ít khi nào mà sử dụng những cái công nghệ, những cái dụng cụ mà để mà... Bây giờ thì Dũng sẽ cho cá ngừ vào trong cái chảo này. Thì mọi người thấy là cá ngừ ở đây nó rất là tươi, cái thịt nó rất rất là đỏ và rất là hấp dẫn.
đây mình sẽ đảo cá, đây là chính cái phần bên đây. À, sau khi mà nước sôi me và cà chua ấy hớm vào tay thì Dũng sẽ cho nêm, bắt đầu nêm trước một ít muối, một ít đường. Thật ra thì với cái món canh này, canh mặn như thế này thì Dũng nghĩ là mọi thứ nó sẽ nhạt nhạt, nó sẽ ngon hơn, nó không giống như là chúng ta nấu thuần canh chua. Canh chua thì nó sẽ đậm đà, nhưng mà riêng cái này là xong. Em của Dũng nói là tại sao anh Dũng không có xào qua tỏi, dầu tỏi, nó không. Tại vì anh á, thứ nhất là cá, các bạn biết đó, khi mà chúng ta mua được cá mú ở ngoài đảo này nè, thì nó là cá sống và thịt nó rất là, thậm chí là người ta ăn còn ăn phi lê nữa mà. Cá mú ta, người Nhật thì ăn phi lê. Nên á, việc mà mình để cá tươi để nấu như vậy, fresh như vậy thế này, nó rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta hạn chế tất cả mọi thứ. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mà Dũng chiếm cái bếp của cô ấy. Tại vì á, em ấy không bao giờ cho ai vô cái bếp á, tại vì cái bếp là chỉ mình cô ấy nấu thôi. Nhưng mà hôm nay thì anh Dũng được ưu tiên là Dũng sẽ được nấu ăn, tại vì sao? Chuyện này cũng là vlog nấu ăn đấy, nên mình được vào bếp mình nấu ăn. Cuối cùng đây là cái nước mà nước mắm đường tỏi ớt, và đây là cái cách chiên của người dân ở trên đảo và Dũng đã học được. Đó là sau khi chiên chín thì còn lại một ít dầu, còn lại một ít dầu thôi, cũng dầu cũng có nhưng mà nó cũng không có nhiều quá, thì Dũng cho thêm một miếng lên ăn cá nữa cho nó bóng cá và nó đẹp. Bây giờ bước tiếp theo nữa, bước cuối cùng đó là cho lên. Đây là cái cách làm của người dân ở trên đảo khi mà người ta vừa chiên và vừa sốt như thế này. Đấy, hôm nay thì Dũng sẽ thực hiện theo cái nguyện vọng của bạn bè Dũng, là Dũng sẽ cho mọi người ăn cái món này. Đây là cái cách chiên của người dân ở trên đảo dành cho cái món cá thu như thế này. Để Dũng thử xem. Mú thì chín rồi. Sau khi cá chín thì bây giờ Dũng sẽ bỏ cho bạc hà, đậu bắp luôn. Tại vì các bạn cũng biết là mấy cái nguyên liệu này thì nhanh chín lắm. Rồi xong. Còn đây là những cái cọng rau thơm. Một lát sau khi mà nấu xong thì mình sẽ đi. Các bạn thân mến, đây là con cá gáy, mà cái loại cá này á, thì mọi người cũng biết á, là nó người ta rất là hiếm bán trên thị trường, tại vì thực sự á, là cá này nó không có nhiều. Có nghĩa là như vậy, em Dũng á, thì nuôi tôm, thì sau đó thì nó thường thường á, nó lúc mà rảnh rỗi á, lúc mà nó giận vợ nó hay vợ nó không cho vô nhà thì nó ngồi vợ nó cười, có nghĩa là nó bị đuổi ra khỏi nhà đó, nó ra bè cái nó ngồi nó buồn sầu đời, nó hát bài tôi vẫn cô đơn hay là gì đó. Thì nó câu cá này, nó câu con cá này, thì sau đó thì nó câu còn nhỏ xíu à, nó khoảng ba lớn là sau đó nó thả vô bè, thì con cá này nó sẽ ở chung với con tôm luôn, và từ đó thì nó lớn dần đó, nó lớn lên. Và hôm nay thì đó là em Dũng đã câu được 4 con thôi, tại vì nó là mình đâu có ăn nhiều đâu, em câu đâu có nhiều, chỉ cần 4 con là đủ rồi đó. Thì bây giờ thì Dũng cá này á thì Dũng sẽ chiên xù ăn với xoài bầm, hồi nãy Dũng đã bầm rồi đúng không đó. Bây giờ cá này mọi người thấy không, nó ngon mà nó tươi thật cực kỳ. Tại vì á, Dũng thì không có giống như những người khác là người ta sẽ trực tiếp người ta làm cá, người ta sẽ làm cho cách bạn cá làm cá như thế nào, nhưng mà riêng bản thân Dũng thì Dũng không có làm cái điều đó. Tại vì mình không có nên làm như vậy, tại vì Dũng dù sao thì cũng không phải là một cái đầu bếp mà phải nói là quá chuyên nghiệp, nên mình không thể để cho khán giả thấy những cái cảnh mà mình phải làm cá như vậy, nó cũng không hay, nên quyết định là Dũng để em Dũng nó làm xong. Bây giờ thì Dũng sẽ lau cho nó khô để không thôi là nó bắn á. Rồi, đấy. Thực ra với cái cá này á thì khi mà chúng ta chiên giòn như thế này nè, thì một lát á thì mình sẽ thấy được cái lớp dãy ở bên ngoài nó sẽ giòn rụm luôn. Và sau đó thì chúng ta sẽ lột ra thôi, là chúng ta sẽ có một cái phần thịt thơm ngon ngọt bùi xuất sắc luôn.
Một lát Dũng, các bạn chờ xem Dũng làm cái con cá này như thế nào nhé. Tí xíu đi, giới thiệu các bạn. Chỉnh gì đó, bên trong chỉnh gì đó ông. Tôi báo với cô là tôi chiên từ hồi lúc sáng tới giờ đó, tôi thức dậy từ lúc 5 giờ sáng đi chợ bắt cá, câu cá. Thấy hấp dẫn ha. Cái đuôi của con cá bên đây, chứ không phải con cá bự. Rồi. Cái điều quan trọng nhất là khi mà sử dụng Dũng cá này. Đúng rồi. Chua ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì cái món này thực ra thì ở bên Thái Lan á, mọi người rất là thích ăn cái món này. Nhưng mà ở Việt Nam, cá Thái Lan thì làm sao mà ngon bằng cá Việt Nam thực sự luôn á, tại không, vì tại nó cái chỗ này là cá tươi bắt tại chỗ. Đúng rồi. Phước, cần như Phước. Quá ngon, hấp dẫn quá. Rồi, cho bà bưng ra ngoài đó. Rồi, mai giúp người Dũng đi, Dũng nấu canh chua cái. Rồi. Trời, hôm nay ăn cá nhiều là tốt lắm nha, tại vì hai cái bữa qua mình ăn nhiều hải sản. Hôm nay ăn cá rất là ngon, và cá đây là cá mú. Cá này cá gì, cá mú à, đúng rồi. Cá mú, cá mú biển. Cá mú mua trực tiếp ở dưới biển luôn nè. Nó rất là tươi. Nguyên vật liệu ngon rồi đó nha, ông làm sao ra ngô, ra khoai làm nha. Đồ là tươi hết rồi đó nha Dũng nha. Cái gì? Bên nội ngoại có chứ không, cậy giòm thôi đó hả? Đó, không làm sao làm đó. Dạ bây giờ thì cũng bỏ rau thơm vô. Thay vì cũng để trên phần tô, nhưng mà thôi cái tô nó nhỏ quá, cho nó vô đây hết luôn đi cho rồi. Tại nấu nhiều khi mình phải liệu cơm gấp mắm thì phải không? Mày nói là bỏ cá vô chiên cho nó bay xù. Rồi nhà của người ta làm sao ấy. Rồi nhà của người ta đâu phải là mình cái bếp quê của Dũng dưới quê đâu. Bếp Dũng dưới quê là thôi Dũng chặt chém. Cái chảo nó lớn một chút ha. Chính xác. Tâm ơi, dân cơm, tâm ơi. Rồi. Mai ngồi đi. Hôm nay thì thật ra thì Dũng rất là cảm ơn vợ chồng Tâm với My, chủ cái khách sạn Tâm My ở cái Bình Ba này. Nếu mà mọi người đi lên Bình Ba thì nhìn phía bên tay phải á, vừa cano á, vừa đậu vô là nhìn bên tay phải là thấy nguyên cái bảng là Tâm My. Và ở đây thì nếu như mọi người có thích ăn tôm, cá, khô, tất cả các loại khô ngon đều gọi cho em Dũng. Dũng sẽ để cái số điện thoại với cái phần video nhé. Mọi người cứ xem vào đó, nếu mọi người thích thì cứ gọi điện thoại và em Dũng sẽ ship tới tận nhà luôn. Ủa đi đâu vậy, ngồi xuống. Đấy, đang đi xuống. Rồi, hôm nay thì thực ra thì... Ngồi xuống. Tôi với bà đâu có gì đâu, phải khách sáo biết nữa. Dạ, em mời chị. Hôm nay thì thôi, coi như là ai chỗ cá ngừ. Trời ơi, sao mà chắc chết quá, ăn hôm bữa cơm hôm nay chắc ngất ngay. Có nghĩa là hôm nay, hôm qua thì em ấy đã nấu cơm mời rồi, hôm nay thì anh Dũng nấu cơm mời chị Mai và gia đình. Bây giờ đây là giới thiệu từng món nè, đây là cá gáy nè, chiên xoài. Đây là canh chua cá mú, và đây là cá ngừ sốt. Rồi, thử đi. Nè. Để thử nào trước? Nè, thử đi. Không, cái này nhìn thì hấp dẫn á, không biết thử coi làm sao. Thì đấy. Cá này á thì thực ra ướp xong rồi bắt đầu mới chiên. Chiên xong bắt đầu mới lấy cái nước sốt sốt vô. Thành ra cứng cái cá phải không? Đúng rồi. Rồi. Đó. Canh này nấu rất là thanh đạm, không hề có dầu trong đây thêm miếng nữa. Không hề có dầu, không hề dầu mỡ gì hết. Thử đi. Ngon ạ. dám không khen ngon. Không phải. Thực ra là bạn bè thân thiết với nhau. Ăn á mà không khen ngon á nó không nấu cho ăn nữa. Mà nó xong rồi nó không nấu cho mình ăn nữa. Mà bây giờ khen ngon đó mình thấy ấy nấy lương tâm giờ sao Dũng? Thôi về dẹp vô đi. Dẹp. Ngon không? Cái này tôi lại thích nha. Cá này ăn
nó có cái béo béo, nó có cái chất thịt bởi vì ông chiên trước rồi thì nó đúng nó rồi. Chất thịt nó cứng quá rồi uống nước. Không biết uống hết canh mà nước canh là thấy thanh tao không? Nước canh là thanh. Tại vì nước canh này á, nếu như mà có người lớn tuổi hoặc là em bé thì mình không bỏ ớt. Nhưng mà hôm nay thì mình ăn toàn là những người lớn đó. Nên mình ăn cay. Cá là tôi thích nha. Còn cái đó là cá, món đó thì là cái sốt thì rất là ngon. À, cái canh rất là ngon, để tôi thử cái này coi. Thử này đi. Đây. Đó, chấm kèm thêm miếng xoài. Đó. Đây. Rồi. Đó, ăn đi. Không, cái cá này thì dễ, cá này thì không cần phải chế biến nhiều. Thực ra cái này á thì cũng ngon, nhưng mà bảo tôi thích nhất món nào, tôi thích món cá kho này. Rồi, vậy đi. Quá xuất sắc. Cá kho này với canh là tôi thích nhất á. Rồi. Quá ngon, cái này hao cơm dữ lắm luôn á. Rồi, vậy là bây giờ chúng ta ăn cơm nha. Cơm. Rồi xin mời cả nhà Cát Phước. Đủ nhớ rồi. Trời ơi, nguyên một con cá mà Mai đang ăn hết rồi đây nè. Ăn hết ngon quá. Mai nói sao, Mai nói đang lại cho. Mai Dũng là đang mở bán cá này nè. Coi như là Dũng xếp ai mà order Dũng làm cá này, vì Dũng nói cái cá này để được lâu mà phải không? Đúng rồi, để được khoảng ít nhất là nửa tháng cũng được. Đó, thì coi như người ta mua về, xong rồi ta bỏ ngăn đá hoặc bỏ tủ lạnh, người ta ăn dần. Mày thấy ngon quá Dũng, nên về đấy mày ăn con cá này mà mày ăn. Tại vì món khác thì bị cái món này quá ngon. Tại cá ngừ này nó có một cái nguyên tắc ướp đó, ướp thì con em của Dũng nó ướp rồi đó, Dũng mới làm trong sơ chế. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Không nói mà, đâu có nói đâu, đâu có nói đâu, trời, đâu phải là dễ làm được món này đâu. Thực ra kêu Phước em ăn thấy sao Phước hả? Dạ. Anh hỏi em thiệt lòng á, hôm nay anh nấu cơm em ăn thấy sao? Nãy giờ tới giờ này là em ăn nhiều nhất rồi. Ê tao xin lỗi nha, nãy giờ cái món cá kho cá gì, cá thu hả, cá ngừ phải không mi? Kho với thịt ba rọi mà tôi chưa đụng tới luôn á. Tại vì Mai bị dính với cái món này nè. Nãy Dũng cấm đầu vô con cá xoài. Còn Mai thì cấm đầu vào cái món cá này, con sẽ không dính được món khác. Còn cái canh này, cái canh mặn cá bớp. Trời, Phước nó ăn quá, trời ơi. Rau ở đây ngon, rẻ, ngon ghê. Rau phải cực kỳ rẻ. Rổ luôn có 20 ngàn nè. Đúng rồi. Trời ơi, quá rẻ. Mà rau ngon, rau organic á, trồng đàng hoàng, phân là phân chuồng thôi đó, chứ không phải là người ta tưới thuốc đâu. Mấy không? Trời ơi, cái nè, lấy con cá của thằng nhỏ ăn luôn rồi nè. À, Dũng ơi, Dũng phải bán con cá này đi cho mọi người biết thế nào. Cá này ngon quá. Nó chắc thịt mà nó ngon, mà nó đậm đà. Mà ướp mật ong, Dũng em nó ngọt, mà nó thanh chứ nó không có bị gắt đó. Đúng rồi.